Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em về cái bài tập Excel căn bản là bài tập số 1 của các em. Thì trong cái bài tập số 1 này á thì mình thực hiện các phép toán cơ bản là cộng trừ nhân chia hàm mẫu. Thì trên Excel thì nó tổ chức theo cột, cột và dòng. Cột và dòng. Thì khi mà mình nhấp vào một ô á, ví dụ mình nhấp vào cái ô OC thì nó dàn lên dòng 3 thì mình nhìn phía trên thấy là OC3 ha. OC ha. Rồi. Như vậy á là mình thấy rằng là những cái công thức này nó giống nhau. Thì mình chỉ điền cho cái công thức đầu tiên rồi mình copy công thức xuống dưới. Đúng không? Mình có không có làm hai lần, không có làm hai lần. Thì ở đây á các em làm như sau. Ở đây á mình có x cộng y tất cả bình phương. Thì ở đây để đưa nó bình phương lên thì mình chọn format font, mình quét khối số 2, mình chọn supergrip, đưa nó lên trên. Mình xử lý chỗ này cho nó bình phương. Thì để tính toán cái bài toán này á thì chúng ta tính theo dòng. Dòng ở đây ha. Dòng ở đây tương ứng với x thì mình có là 9, y thì mình có 5, thì mình tính x cộng y bình phương, mình tính theo dòng. Như vậy á là cái công thức nó giống nhau, ta chỉ điền công thức ban đầu và mình copy công thức xuống là được. Thì để điền công thức trong Excel á thì mình xuất phát là mình phải có dấu bàn, mình đánh vào dấu bàn. Tương tự mở ngoặc ra thì mình đây x là A3, mình nhấp vô cái ô A3, mình cộng cho B3, đóng ngoặc lại. Thì hàm mẫu á, thì mình sử dụng là shift số 6 là tạo thành hàm mẫu nè. Rồi mũ 2 chúng ta enter số ta được 196. Như vậy đối với công thức tương tự là mình không có thể mỗi công thức mình gõ lại mà mình phải copy công thức tương ứng cái địa chỉ. Ở đây là có A3 cộng B3 tất cả mũ 2. Thì ban đầu mình nhấp vào cái ô C3, nó con chuột ta có dấu cộng màu trắng, mình di chuyển về bên góc phải, nó có tạo thành con chuột dấu cộng đen, ta đè con chuột trái xuống, ta kéo nó xuống dưới và ta buông ra thì ta sẽ copy được công thức. Mình nhấp vô dòng 4, dòng 4 lúc này nó sẽ thành là A4 cộng B4, dòng 6 thì nó sẽ A6 cộng B6 tất cả mũ 2. Tương tự như vậy đối với cái bài ở cột D thì mình sẽ bằng cột B, thì mình sẽ bằng là gì? Mình nhấp là A3 mũ 2 là shift số 6 ha, cộng B3 mũ 2 cộng, mình đánh vô số 2 dấu sao các em, dấu nhân là sao, 2 sao cho A3 sao cho B3, enter. Rồi tại vì ở bên đây là chỉ khai triển của bình phương ra thôi, công thức cái kết quả thì nó sẽ giống nhau. Rồi tương tự ở bên E thì mình sẽ có bằng là A3 chia cho B3, mình enter xuống, mình di chuyển con chuột về bên phía bên phải thành dấu cộng màu đen, mình đè con chuột trái xuống, mình kéo, mình buông ra. Rồi tương tự như vậy mình có là OF3 thì nó sẽ bằng 3 nhân cho A3 nhân cho B3. Rồi tương tự mình kéo công thức xuống, copy nó xuống, di chuyển con chuột vào bên góc phải thành dấu cộng màu đen, mình kéo nó xuống, mình copy công thức. Ở đây mình vẽ cái khung nó lại. Rồi để định dạng số á, thì mình nên có cái phần dấu phẩy, phần ngăn cách thập phân ha.
và dấu phân cách hàng ngàn. Thì ở đây á, đối với số chẵn thì mình cho dấu phân cách phần ngàn vào, rồi mình quét. Thầy làm đây, quét khối từ cái ô C3 đến ô C6, mình nhấp chuột phải, mình chọn format cell. Mình chọn phần number, mình chọn number đây, mình cho là không, số phải thập phân, đánh dấu check vô đây. Ok. Có phần phân cách hàng ngàn nè. Hoặc là mình có thể sử dụng công cụ trực tiếp trên phía đây luôn cũng được. Đó. Đánh như dấu phẩy nè, rồi mình giảm xuống không. Ở đây cũng vậy, mình có thể đánh vô dấu phẩy, rồi mình tăng hoặc là giảm xuống không. Rồi, đến đây đã hoàn thành xong cái bài tập số 1. Các em thực hành theo hướng dẫn.